Bạch Thế Tôn nếu bậc cực hỷ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn nếu năm loại mắt chẳng khác pháp giới chân như thật tế, sáu phép thần thông cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn nếu mười lực Phật chẳng khác pháp giới chân như thật tế, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 Pháp Phật bất cộng cũng chẳng khác Pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn nếu Đại Từ chẳng khác Pháp giới chân như thật tế, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả cũng chẳng khác Pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn nếu Pháp không quên mất chẳng khác Pháp giới chân như thật tế, Tánh luôn luôn xả cũng chẳng khác Pháp giới chân như thật tế bạch thế tôn nếu trí nhất thiết chẳng khác pháp giới chân như thật tế trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế bạch thế tôn nếu ba mươi hai tướng đại sĩ chẳng khác pháp giới chân như thật tế tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế Bạch Thế Tôn, nếu quả dự lưu chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhất lai bất hoàn, a la hán, quả vị độc giác, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng khác pháp giới chân như thật tế, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp thế gian chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp xuất thế gian cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp hữu lậu chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp vô lậu cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu Pháp hữu vi chẳng khác Pháp giới chân như thật tế, Pháp vô vi cũng chẳng khác Pháp giới chân như thật tế, thì tại sao Thế Tôn an lập hắc Pháp, chiêu cảm hắc dị thục, đó là địa ngục bằng xanh quỷ giới, an lập bạch Pháp, chiêu cảm bạch dị thục, đó là thiên nhân, an lập hắc bạch Pháp, chiêu cảm hắc bạch dị thục, đó là một phần bàng xanh quỷ giới, một phần nhân thiên, an lập pháp, chẳng phải hắc, chẳng phải phải bạch chiêu cảm dị thục chẳng phải hắc chẳng phải bạch đó là quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc quả vị độc giác hoặc lại quả vị giác ngộ cao tột